Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thần Thám tập 41 của tác giả Khoáng Hải Dông Hồ, người dịch Dân Kinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 251: Nghiệt nợ. Trong văn phòng cục cảnh sát, chú Đường đang nói chuyện video với Trình Hảo Kháng. "Ta xin lỗi nha, hôm nay ta thật sự không có rảnh theo đuổi ngươi rồi. Lại có vụ án quan trọng phải làm, cái loại vô cùng khẩn cấp." "Đúng vậy, thật sự ta rất đáng tiếc." Trình Hảo Kháng tiếc nuối nói. "Vốn hôm nay định cho ngươi một cơ hội đó." "Được được, ngươi chờ đó đi." Chú Đường nghiêm túc nói. "Ta sẽ bay đến ngay." Hai người ăn ý thoải mái cười to. Trong sự đồng thuận nào đó, có lẽ hai người đã đạt được một loại nhận thức chung nào đó. Loại nhận thức chung này lại như nước chảy thành sông. Trình cô nương nói, "Nhưng mà vẫn nên chuyên tâm phá cái vụ án ngươi nha. Đúng lúc ta cũng phải chuẩn bị một chút, nếu không nhanh chóng bị người đuổi kịp á, vậy rất mất mặt đó." Chú Đường đồng ý, "Ta là người rất thích thử thách." Nấu cháo điện thoại với Trình cô nương một lúc. Lúc này chú Đường mới cúp điện thoại, một lần nữa vui đầu vào việc phân tích vụ án. Thật ra Trình Hảo Kháng có họ hàng với nhà của Số Quốc Đống. Chú Đường vốn nghĩ cô nên đi tìm Trình Mẫu hỏi thăm một chút tin tức hay không, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói gì. Dù có muốn hỏi cũng phải chờ vụ án của tiến triển mới được. "Đường ca." Lúc này Tư Nhuế bước vào báo cáo. "Đài Văn Quân đã được đưa đến, nhưng mà nữ nhi của nàng ta đang quay phim bên ngoài, trước mắt chưa có thể tra hỏi được." Chú Đường nói, "Cứ để cho Tiểu Tiên đến hỏi một chút đi." "Được." Tư Nhuế gật đầu. Chú Đường nhấp một ngụm cà phê vừa pha xong, sau đó đi vào toilet để mà rửa mặt. Lúc này mới đi đến phòng lấy lời khai bên cạnh. Vào lúc này đã là 11 giờ 45 phút tối. Chú Đường biết e rằng tối nay phải làm việc suốt đêm, vì vậy mình chắc chắn phải phân chia giữ vững sức lực. Sau khi mà Đại Văn Quân nghe Soái An Kỳ chết vì tự sát, lập tức tỏ ra ngạc nhiên. Tại sao có thể như vậy? Nếu nàng tự sát, sao lại thế chứ? Hiển nhiên Đài Văn Quân căng thẳng đến cực điểm, lúc mà nói chuyện cũng biến thành nói năng lộn xộn. "Người không cần phải căng thẳng." Lý Tiểu Tiên an ủi. "Chúng ta chỉ muốn tìm hiểu tình hình từ ngươi thôi. Ngươi biết cái gì nói hết ra là được." Đài Văn Quân lo lắng hỏi. "Nếu An Kỳ tự sát, vậy Quốc Đống bọn họ có phải là bọn họ đã phạm tội hay không vậy?" Lý Tiểu Tiên tiếp tục nói, "Chúng ta mới phải tìm hiểu tình hình từ ngươi, ngươi chỉ cần thành thật trả lời là được." Đài Văn Quân tỏ vẻ mờ mịt luống cuống. Nhìn thấy phản ứng này, chú Đường đứng trước mặt kính một chiều hơi híp mắt lại. Nhìn như thế, có lẽ Số Quốc Đống chưa có từng nói chân tướng vụ án ô tô hỏng cho Đài Văn Quân biết. "Soái Quốc Đống từng nói cho người biết chuyện của Soái An Kỳ là tự sát không?" Dù đã biết đáp án, nhưng mà Lý Tiểu Tiên vẫn hỏi một câu theo thông lệ. "Không có, không có. Khoảng 10 năm trước, từng có người tìm ta nói về cái chuyện này, đồng thời đã biết cái việc ta và Số Quốc Đống ngoại tình. Lúc đó ta đã nói ra tất cả rồi. Nếu ta biết, khi đó ta chắc chắn sẽ nói, nhưng mà thật sự ta không biết. Vị cảnh sát kia đã đồng ý với ta, chỉ cần ta thành thật trả lời, nàng cũng không có vạch trần mối quan hệ của chúng ta. Cũng đã qua 10 năm rồi, nhưng mà vì sao lại bắt ta vào cục cảnh sát chứ? Chúng ta không có bắt người, nếu bắt người á, sẽ không có đến đây để mà tra hỏi đâu." Lý Tiểu Tiên nói, "Không phải là ngươi không có bị đeo còng tay sao?" Đại Văn Quân năn nỉ, "Vậy lần này các ngươi sẽ vạch trần sao? Ta cầu xin các ngươi, ta và Số Quốc Đống đã hơn nửa đời người rồi. Nếu bị lão bà của hắn biết được, vậy hắn sẽ xong đời luôn đó." Đại Văn Quân, "Ta nghĩ mãi mà không rõ, lúc mà các ngươi làm những cái chuyện này, có lẽ đã sớm nghĩ đến sau này có một ngày như vậy chứ?" Đại Văn Quân lẩm bẩm nói, "Đương nhiên ta biết, thế nhưng ta thật sự không có thể rời khỏi hắn mà. Thật ra, từ trước khi bọn họ kết hôn, ta và Quốc Đống đã quen biết rất lâu rồi. Nếu không phải nhà ta phản đối, chúng ta đã kết hôn sinh con từ lâu.
sau này không có bất cứ rắc rối gì đâu. Liên quan đến quá khứ của đại nhân quân, Chu Đường đã sớm hiểu rõ thông qua tư liệu của tổ chuyên án. Mặc dù đại nhân quân và số quốc đóng không phải là thanh mai trúc mã, nhưng mà từ khi bọn họ làm việc cùng một nhà xưởng cũng đã bắt đầu tình yêu của bọn họ. Thế nhưng điều bất đắc dĩ là người nhà của đại nhân quân lại không ưa số quốc đóng, chia rẽ quyền ngương. Không biết vì hờn dỗi hay đã xảy ra cái chuyện gì, không lâu sau Soái Quốc Đống đã kết hôn với Lý Bình. Nhưng tình cảm của hắn và Lý Bình không ổn định, trong lòng vẫn luôn nhớ nhung đại nhân quân. Cả ba người bọn họ đều làm cùng nhà xưởng. Cuối cùng Soái Quốc Đống vẫn âm thầm có con với đại nhân quân. Đại nhân quân không còn cách nào, phải tìm một đối tượng hẹn hò kết hôn. Tóm lại, tình cảm giữa bọn họ rắc rối hỗn loạn, hơi giống phim tình cảm của thập niên 90. Hơi giống phim tình cảm của thập niên 90 thế kỷ trước. Vậy trượng phu của ngươi, có biết đứa bé đó không phải là con ruột của hắn không? Ta cũng không biết nữa. Dù sao, hắn biết trước đó ta từng là người yêu của số quốc đóng, cũng từng nghi ngờ nữ nhi. Thế nhưng chúng ta còn có một đứa con trai nữa. Tội nghiệp, đây đều là nghiệp nợ của ta mà. Các người nói cũng đúng, thật ra ta đang bịt tai trộm chuông, tự mình lừa mình thôi. Nói đến chỗ đau lòng, đại nhân quân lại khóc hù hù. Ngươi có hiểu rõ cái người của Lý Bình không? Lý Tiểu Tiên hỏi sang chuyện khác. Hiểu rõ, đương nhiên là hiểu rõ rồi. Nàng đi làm muộn hơn chúng ta một năm mà, vừa đến đã được phân chia cùng một tổ với số quốc đóng, sau đó nhân lúc chúng ta chia tay đã kết hôn với quốc đóng. Nếu không có nàng, sau này chắc chắn chúng ta vẫn có thể ở cạnh nhau rồi. Lý Tiểu Tiên vội hỏi, ngươi nói một chút đi, rốt cuộc hai người này đối xử với nữ nhi Soái An Kỳ thế nào? Đại Văn Quân nói, đương nhiên quốc đóng rất là yêu thương hài nữ, bởi vì quá yêu thương An Kỳ, chúng ta còn từng cãi cọ nhau nữa. Nhưng mà sau đó nghĩ lại, đó cũng là con gái ruột của người ta mà. Ta thì có quyền gì so đo với hắn chứ? Vậy Lý Bình thì sao? Lý Tiểu Tiên hỏi. Lý Bình lại càng yêu thương hơn. Ta nghe quốc đóng nói, Lý Bình mua đồ cho nữ nhi thường xuyên không hỏi giá, gần như muốn cái gì cho cái đó, vô cùng cưng chiều. Ngay trước khi mà An Kỳ xảy ra chuyện, Lý Bình còn mua cho An Kỳ một cái máy nhạc mang theo bên người, lúc ấy gọi là MP3, phải hơn 500 nguyên đó. Chỉ vì cái máy nhạc mang theo bên người, An Kỳ rất nổi bật ở trong trường học. Vì thế, quốc đóng còn cãi nhau một trận với Lý Bình, nói là nuông chiều con cái như thế, không tốt đủ loại. Thế nhưng, đây đều là điều ta nghe quốc đóng nói thôi, thật sự có hay là không, ta cũng không biết nữa. Lý Tiểu Tiên hỏi, cửu cửu của An Kỳ thì sao? Ngươi hiểu rõ người này không? Cửu cửu hả? Đài Văn Quân nhớ lại một chút. An Kỳ có mấy cửu cửu mà? Ta nói là Lý Kế Nghiệp lão cửu đó. Lý Tiểu Tiên hỏi. Lão cửu hả? Nghe quốc đóng nói, cái lão cửu rất là yêu thương An Kỳ. Hình như lão cửu cũng không có hài tử. Lúc ấy đối xử với An Kỳ cứ như là con gái ruột vậy. Chương 252 sụp đổ. 2 giờ khuya, trong một căn phòng thẩm vấn khác, Lý Bình phát ra cái giọng nói không thể tưởng tượng nổi. Soái Quốc Đống và Đài Văn Quân, họ không thể nào chứ. Trên mặt Lý Bình đầy vẻ hoảng sợ, trong mắt văng vện tia máu. Soái Quốc Đống, sao mày lại có thời gian? Ta không muốn bàn những chi tiết này với ngươi. Đây, Lý Tiểu Tiên nghiêm túc nói, trước khi mà quốc đóng kết hôn với ngươi, có phải từng có quan hệ yêu đương với Đài Văn Quân không? Đúng, đúng. Nhưng mà sau khi mà chúng ta kết hôn, ba người chúng ta còn làm cùng một xưởng mà. Ta cố ý chú ý đến hắn, không có thể nào đâu. Ta trông coi kỹ như vậy, sao bọn họ có thể có cơ hội yêu đương vụng trộm chứ? Đừng có nói yêu đương vụng trộm. Lý Tiểu Tiên nói, bọn họ còn sinh một đứa con gái, nếu Soái An Kỳ còn sống, nữ nhi này không có chênh lệch quá nhiều với Soái An Kỳ. Nghe thấy cái lời này, Lý Bình hoàn toàn ngơ ngác, đôi mắt trợn trừng trừng, không ngừng lắc đầu. Nghiễm nhiên, dáng vẻ không có dám tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng. Lý Tiểu Tiên biết, Lý Bình không có thể nào chấp nhận ngay được, vì vậy không gấp gáp ép hỏi, chỉ chờ đợi bà ta.
Không thể nào chứ, sao lại có thể? Trừ khi mà lúc ta sinh con ở cử, bọn họ lại đến với nhau sao? Trừ khi là lão già, đúng rồi, không có lương tâm này, sao hắn có thể chứ? Sao mà đối xử với ta như vậy chứ? Lý Bình không chịu nổi nữa, đau lòng khóc. Phí công cho ta đã móc tim móc phổi, trả giá gì cái nhà này nhiều như vậy. Cái tên khốn nạn súc sinh này, hắn xứng với ta sao? Cảnh sát, ngươi nói cho ta biết đi, nữ nhi của bọn họ có phải nữ nhi của Đại Văn Quân, chính là cái người làm diễn viên kia không vậy? Còn có Đại Văn Quân có chồng của nàng cũng không biết sao? Vậy là hắn đúng là quá ngu ngốc rồi. Lý Bình, ngươi đừng có kích động. Lý Tiền hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có hiểu rõ Đại Văn Quân không? Ngài nói cái lời này là sao? Có phải ngài nghi ngờ Đại Văn Quân có liên quan đến cái chết của nữ nhi ta hay không vậy? Nếu thật sự là như thế, dù ta có làm quỷ cũng không có bỏ qua cho nàng đâu. Không, cảnh sát, ta đang ở đồn cảnh sát. Cầu xin ngài nhất định phải làm chủ cho nữ nhi đã chết của chúng ta nha. Lý Tiểu Tiên vỗ bàn một cái. Nếu thật sự là như vậy, vậy cũng vì ngươi ích kỷ thôi. Làm chậm trễ cái việc điều tra hung thủ thật sự giết con gái của người đó. Tất cả chứng cứ, tất cả đều đã bị các ngươi hủy diệt rồi. Lý Bình lập tức cúi đầu. Ta biết sai rồi. Nhưng mà lúc ấy ta chỉ nghĩ rằng nữ nhi của ta là tự sát. Ta không biết Soái Quốc Đống giấu ta cái chuyện mất mặt như vậy chứ. Cảnh sát, nữ nhân của Đại Văn Quân này rất là nham hiểm. Nữ nhi của ta chưa từng đắc tội với ai. Chắc chắn là nàng đã giết nữ nhi của ta rồi. Ông trời ơi, vậy cũng quá bắt nạt người rồi. Chúng ta là vợ chồng đàng hoàng, nàng là một tình nhân, dựa vào cái gì mà giết nữ nhi của ta? Vì để cái tên khốn nạn Soái Quốc Đống kia chỉ yêu nữ nhi của bọn họ sao? Lý Bình, ngươi đừng có nói năng lung tung ở chỗ này. Lý Tiểu Tiền lớn tiếng quát tháo, mặc kệ lời nói cái gì, nhất định là phải có bằng chứng. Ngươi nói Đại Văn Quân nham hiểm, rốt cuộc nàng nham hiểm chỗ nào? Lý Bình nói, Nàng vụng trộm với người khác sau lưng chồng nàng, phá hoại hạnh phúc gia đình khác, như vậy không được tính là nham hiểm sao? Chúng ta cẩn thận sống hơn nửa đời người rồi, không ngờ cuối cùng vẫn tan rã. Đây là đời trước tạo nghiệp gì chứ? Lý Tiểu Tiên gõ bà một cái hỏi, chúng ta không có nói đến việc của Soái Quốc Đống và Đại Văn Quân, tiếp theo là vẫn nên nói về đệ Lý kế nghiệp của ngươi một chút đi. Lý Bình ngạc nhiên nói, hắn làm sao? Lý Tiểu Tiên hơi do dự vẫn nói, ngươi có biết quần áo búp bê mà Lý Kế Nghiệp mặc trên người Soái An Kỳ được lấy từ đâu không? Hả? Cái điều này hắn đã từng nói với ta là lúc trước hắn từng có một người bạn gái đó làm về cái thứ này mà. Sau khi chia tay, trong nhà của hắn vẫn còn số quần áo đó, vì vậy mới dùng đến. Sao? Sao thế? Đệ của ngươi có quen người bạn gái này hay không? Lý Tiểu Tiên hỏi, ngươi không biết sao? Lý Bình trả lời quanh co, ta không biết, mặc dù ta là tỷ tỷ của hắn, nhưng cũng đâu có cần báo cáo với ta chứ. Lý Tiểu Tiên hỏi, đệ của ngươi có khuynh hướng thay đổi cách ăn mặc, số quần áo kia căn bản là của hắn hay không? Hả? Nghe nói vậy, Lý Bình sắp sụp đổ. Không thể nào, đây là chuyện gì chứ, đệ của ta sao mà lại như vậy? Sau đó, hắn cũng từng có bạn gái, chỉ vì tính cách không hợp mới chia tay. Cảnh sát, ta không biết, mà ta cũng không rõ nữa, những cái việc lung tung rối loạn này có liên quan đến cái chết của nữ nhi ta sao? Nếu nữ nhi của ta là tự sát, vậy chúng ta còn lời nào để mà nói? Chúng ta bằng lòng nhận tội, trừng trị thế nào cũng được. Chúng ta biết rõ đã làm sai, thật sự có lỗi với nữ nhi. Thế nhưng, nếu mà nữ nhi của ta không phải tự sát, vậy ta cầu xin các ngươi, chắc chắn là phải bắt được hung thủ, báo thù cho nữ nhi của ta chứ. Đệ của ngươi cũng đã tự thừa nhận. Thế nhưng, hắn nói là sau khi mà đưa thi thể An Kỳ đi, hắn lo lắng cảnh sát sẽ căn cứ vào vết dây hằng để đánh giá ra là tự sát. Sau đó lại dùng dây thừng siết ở cổ An Kỳ một lần nữa. Ngươi có biết chuyện này không?
Lý Bình nhớ lại một chút lắc đầu nói, điều này ta không biết, hắn chưa từng nói với ta, ta cũng chưa từng hỏi đến. Từ sau khi mà xảy ra, ba người chúng ta đạt được sự ăn ý cơ bản, không ai nhắc đến chi tiết của chuyện này. Đệ đệ của ta, sao lại có khuynh hướng đó chứ? Ta thật sự có thể gặp hắn một chút không? Trời à, vì sao mà người thân thiết của ta tất cả đều có bí mật mà họ giấu giếm ta vậy? Rốt cuộc ta làm cái gì sai chứ? Sau đó, Lý Tiểu Tiên hỏi thêm mấy vấn đề, nhưng mà cảm xúc Lý Bình càng ngày không ổn định, đã không có cách nào để mà tiếp tục hỏi nữa. Vì vậy Lý Tiên đành phải dừng việc thẩm vấn. Chu Đường nhíu chặt chân mày nói, mặc kệ vạch trần bí mật kia như thế nào, nhưng mà chúng ta vẫn không tìm ra bí mật mẫu chỗ kia. Sau đó hắn không có nói nữa, nhưng có thể thấy Chu Đường đã hơi lo lắng, rất có thể cái vụ án lại rơi vào tình thế bế tắc, không có thể tiếp tục điều tra được nữa rồi. Chương 253 đã bỏ qua hai người. Sự việc thật sự đúng như là Chu Đường đã dự đoán, đã trôi qua 4 ngày, tình tiết vụ án không xuất hiện tiến triển mới. Bởi vì đã trải qua cái thời gian thẩm vấn tra hỏi, Soái Quốc Đống, Lý Bình, còn có Lý Kế Nghiệp đã được đưa đến trại tạm giam để mà giam giữ. Đài Văn Quân không có tình hình phạm tội rõ ràng, tất nhiên được thả về nhà. Trong 4 ngày, đám người của Chu Đường tra cứu một lượng lớn tư liệu, thăm hỏi rất nhiều người trong cuộc, nhưng mà liên quan đến việc điều tra của vụ án ô tô hỏng vẫn dừng lại tại chỗ. Vào lúc này, Tư Nhuế và Lôi Nhất Định đi đến bệnh viện nào đó ở An Châu, đang thăm hỏi một nữ bác sĩ khoa tâm thần. Vị nữ bác sĩ này năm đó là bạn học cấp 3 của Soái An Kỳ, lúc ấy có quan hệ khá tốt với Soái An Kỳ, hơn nữa hai người còn ngồi cùng bàn. Nữ bác sĩ trả lời, vẫn tốt, dù là học tập hay là quan hệ cá nhân, Soái An Kỳ đều rất tốt, nhất là ra tay rất là hào phóng, thường xuyên mua đồ văn phòng phẩm khá tốt cho mấy người, quan hệ với bạn học đều khá tốt. Từ Nhuế nhắc nhở nói, bây giờ ngươi nhớ lại một chút đi, trước khi mà nàng ấy xảy ra việc có tình huống khác lạ gì không? Cái đó thật sự ta không thấy. Lúc trước cảnh sát cũng từng có hỏi ta, thật sự không có bất kỳ dấu hiệu gì. Tình huống duy nhất đó là lúc nàng mua một cái MP3 giá cả hơn mấy trăm nguyên, cái đám bạn học của chúng ta đều rất ghen tị, còn tưởng nhà của nàng ta là mua bán lớn đó chứ. Sau giờ học, mấy người của chúng ta liền tranh thủ đến gần, tranh nhau nghe MP3. Lúc đó Soái An Kỳ rất là đắc ý, cả trường học cũng không có mấy người có thể mua được MP3. Đương nhiên, điều này cũng không được tính là khác lạ. Ngày thường nàng cũng như thế, nếu ai có một đôi giày tốt, qua mấy ngày sau, nàng cũng phải đi một đôi tốt hơn. Lâu Nhất Định buồn bực nói, trong nhà Soái An Kỳ không phải là đặc biệt giàu có, cha mẹ làm công nhân ở trong một nhà xưởng, một tháng cộng lại tiền lương chỉ có mấy trăm đồng. Nữ bác sĩ gật đầu nói, đúng vậy, sau này ta mới biết được, xem ra cha mẹ nàng thật sự quá yêu thương nàng rồi, muốn cái gì cho cái đó. Từ Nhuế lại hỏi, vậy ngươi có thể xác định lúc đó Soái An Kỳ không có theo đuổi nam sinh nào đó hoặc nam sinh theo đuổi nàng ta không? Nữ bác sĩ đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Ta cảm thấy lúc đó chúng ta cũng được coi là bạn thân. Nếu thật sự có chuyện này, nàng chắc chắn sẽ nói với ta rồi. Nói thật là lúc đó, dù chúng ta đã là học sinh cấp 3, nhưng mà thật ra rất là bảo thủ. Trường học khá nghiêm khắc, nhiều lắm chỉ là loại giữa nam sinh, nữ sinh có thiện cảm thôi. Sau đó là có một vài tín đồn. Thế nhưng nói thật nha, mặc dù Soái An Kỳ ra tay hào phóng, nhưng mà dáng vẻ của nàng thật sự không được tính là xinh đẹp. Vì vậy, nàng không có tin đồn ở phương diện này. Dựa theo thông lệ, Từ Nhuế hỏi một vấn đề cuối cùng. Người cho rằng Soái An Kỳ có khả năng tự sát không? Không có. Không có thể lừa gạt ngài đâu. Sau khi mà ta vào viện y học, còn cố gắng nghiên cứu tâm lý học tự sát một chút, ta cho rằng Soái An Kỳ không hề có đặc trưng của người tự sát. Nàng chắc chắn sẽ không có nghĩ quẩn đâu. 20 phút sau, Từ Nhuế gọi điện thoại thông báo tình hình tìm kiếm, hỏi thăm cả một ngày cho Chu Đường. Vào lúc này,
chú Đường đang phân tích tình tiết của vụ án với đám người Lý Tiểu Tiên. Ra tay hào phóng, điều này cũng không có hợp lý lắm. Chú Đường hỏi, Tiểu Tiên tối hôm qua đến hỏi Lý Bình nói thế nào? Lý Bình nói, việc học của hài tử rất mệt mỏi, thích cái gì mua cho hài tử là được. Hai vợ chồng của bọn họ chỉ có một đứa con gái như vậy, mặc dù không kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà cũng không có áp lực kinh tế. Vì vậy, đối với yêu cầu của nữ nhi, bọn họ luôn đồng ý. Chú Đường nhíu mày, sao ta cảm thấy không hề đơn giản như vậy? Dù nghe theo lời của nữ nhi, mua giày dép quần áo hàng hiệu và MP3 đắt đỏ vẫn vượt ra khỏi mức tiền lương của bọn họ chứ. Nếu đổi lại là một gia đình khác, kể cả luôn nghe theo hài tử, vậy thì ít nhất phải nằm trong mức tiền lương mỗi tháng mới có thể chấp nhận được. Vượt quá mức tiền lương một tháng, hình như... Chữ Tuấn Đào nói xen vào. Sao mà ta lại nhớ trên hồ sơ có viết á, Soái Quốc Đống vì sinh nữ nhi thường xuyên treo hai chữ tuyệt hậu ở bên miệng chứ. Chú Đường nhận ra điều gì đó, nhíu mày nói. Đúng vậy, từ trước kia ta cũng nhận được cái tư liệu như vậy mà. Bởi vì lúc đó thực hiện kế hoạch hóa gia đình, bọn họ không có thể sinh thai thứ hai. Vì vậy, Soái Quốc Đống thường xuyên buồn bực vì cái chuyện này, còn thường xuyên cãi nhau với Lý Bình, thậm chí suýt nữa đã ly hôn rồi. Lý Tiểu Tiên suy nghĩ một chút nói, ngay lúc đó đúng là Soái Quốc Đống rất là buồn bực, Đài Văn Quân cũng chỉ sinh có một đứa con gái, vì vậy mà hắn mới thường xuyên treo hai chữ tuyệt hậu bên miệng. Nếu Đài Văn Quân sinh ra một nam hài, biết đâu hắn đã ly hôn với Lý Bình từ lâu. Nếu đã không có chào đón nữ hài, còn tiêu nhiều tiền như vậy cho nữ nhi, hình như không có hợp lý nha. Chú Đường nói, bọn họ còn có nguồn kinh tế khác, căn bản không chỉ sống bằng tiền lương chứ. Lý Tiểu Tiên nhắc nhở, chắc không phải đâu, sau khi vụ án xảy ra, chắc chắn cảnh sát sẽ điều tra bọn họ, nếu bọn họ còn có thu nhập thêm, chắc chắn sẽ ghi rõ trên tư liệu. Đúng vậy, vậy thì cái chuyện này rất là kỳ quái nha. Rốt cuộc Soái An Kỳ là tự sát hay là bị giết hại chứ? Chú Đường nhíu chặt mày. Đường ca, có mấy lời ta có thể nói có hơi quá đáng, nhưng mà Lý Tiểu Tiên khó xử nói. Thế nhưng nếu mà không nói ra, ngược lại càng thêm quá đáng. Trong cái vụ án này hình như chúng ta đã bỏ qua hai người. Chú Đường nhìn Lý Tiểu Tiên một chút hỏi, bỏ qua ai? Điều này sao? Rõ ràng Lý Tiểu Tiên do dự. Ta hiểu rõ rồi. Thế nhưng phản ứng của chú Đường lại không chậm, lúc này nói ra một người trong số đó. Người muốn nói là phụ thân của ta. Vừa nói ra cái lời này, văn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Lý Tiểu Tiên giải thích, ngươi tuyệt đối không có được tức giận nha, ta cũng chỉ suy đoán thôi, chúng ta chắc chắn phải cân nhắc tất cả các yếu tố. Chú Đường gật đầu, ta hiểu, thật ra trước đó ta cũng đã nghĩ đến chỗ này, có khi nào phụ thân của ta đã nói dối, có lẽ ông ấy cũng không phải là thả Soái An Kỳ ở đầu ngõ, mà là cùng về nhà với Soái An Kỳ. Chú Đường nói, không ai hiểu rõ phụ thân của ta hơn ta. Ông ấy không thù không quán với Soái An Kỳ, giết nàng làm cái gì? Lý Tiểu Tiên gật đầu. Thế nhưng chúng ta phải cân nhắc một yếu tố, đó chính là trước đó Chu lão sư đã được loại bỏ tình nghi, bởi vì hắn không có thời gian đi xử lý thi thể, trang điểm thi thể thành búp bê, có đúng không? Lý Tiểu Tiên thản nhiên nói, bây giờ tất cả đều đã khác rồi. Nếu mà giết Soái An Kỳ ở trong nhà, ngụy trang cho nàng thành cái dáng vẻ thắt cổ, về thời gian gây án mà nói, vẫn có khả năng chứ. Đương nhiên, lời nói này chỉ có một chút mà thôi, ta cũng tin tưởng. Chu lão sư không có làm như vậy, ngươi tuyệt đối không có được trách ta. Không, không sao, chú Đường nói. Chúng ta cũng cần có loại tinh thần này, mới có thể điều tra ra chân tướng. Đúng, vừa rồi ngươi nói đúng, chúng ta đã bỏ qua hai người, ngươi còn lại là ai? Lý Tiểu Tiên nói, ngươi có từng nghĩ đến hay không, vào năm Soái An Kỳ chết đi, nữ nhi của Đài Văn Quân và Soái Quốc Đống cũng đã 17 tuổi rồi. 17 tuổi cũng đã có điều kiện gây án, hơn nữa mặc kệ là lúc đó hay là hiện tại, nàng đều là người dễ dàng bị bỏ qua nhất. Chương 254, Mấy MP3.
mấy ngày sau, ảnh thị thành Diệu Danh, đoàn làm phim đang quay chụp ở đó. Nữ nhi dân hiệu địch của Đại Văn Quân mặc một bộ quần áo cung nữ cổ đại, vừa uống Coca-Cola vừa lắc đầu nói: ta căn bản ta không quen biết Soái An Kỳ. Cảnh sát, ta biết các ngươi đã từng tìm mẫu thân của ta hỏi thăm. Dân hiệu địch nói: ta không rõ các ngươi đến đây tìm ta để mà làm gì. Lúc Soái An Kỳ xảy ra chuyện, chú Đường hỏi: ngươi đang làm cái gì? Lúc đó ta còn đi học mà, ta đang đi học trung cấp, học chuyên ngành giáo viên mầm non. Ô trời, các ngươi không có cho rằng cái chết Soái An Kỳ có liên quan đến ta chứ? Ta thật sự rất là mơ hồ. Từ Nhuế hỏi: dân hiểu địch, ngươi nói cho chúng ta biết, từ lúc nào mà ngươi biết Soái Quốc Đống là cha ruột của ngươi? Dân hiệu địch tỏ vẻ mất kiên nhẫn nói: sau khi mà cha ta chết, những chuyện này không phải là mẹ ta từng nói với các ngươi sao? Lúc ấy ta cũng không có thể chấp nhận được, sau khi mà lớn lên, cảm giác có thêm một người cha cũng không tệ. Vào lúc ta khó khăn nhất, ông ấy thật sự giúp đỡ ta rất nhiều. Hơn nữa ta có thể cảm giác được, ông ấy thật sự thương ta, mặc dù là ông ấy còn có một đứa con trai. Chú Đường hỏi: từ lúc nào ngươi biết rõ Soái An Kỳ là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với ngươi? Điều này còn phải hỏi sao? Dân hiểu địch một hơi uống sạch Coca-Cola nói: đương nhiên cũng là khi đó Soái Quốc Đống là cha ruột của ta, vậy Soái An Kỳ chắc chắn là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta rồi. Khi ngươi còn bé à? Chú Đường cẩn thận thay đổi cách dùng từ hỏi: trước khi Soái An Kỳ bị hại, ngươi biết nàng không? Có biết, nhưng mà chỉ giới hạn trong có biết thôi, thậm chí chưa có gặp mấy lần nữa. Dân hiệu địch dùng rất nhiều từ chuyển ý: đó là lúc mà ta còn nhỏ, ta nhớ ta và Soái An Kỳ từng cùng chơi xe điện đụng, chơi ở trong một công viên, khi đó có lẽ ta mới chỉ 6-7 tuổi thôi. Thế nhưng sau này chưa từng gặp lại sao? Dân hiệu địch nói chắc chắn: điều này ta dám đảm bảo, thậm chí ta hoàn toàn quên mất cái dáng vẻ của nàng ta rồi. Thật ra cũng có thể hiểu được suy nghĩ của các ngươi, mặc kệ là mẹ ta hay là Soái Quốc Đống, chắc chắn sẽ cố gắng tránh để chúng ta gặp mặt. Chẳng may Soái An Kỳ biết mối quan hệ của bọn họ, báo cho mẹ ruột của nàng, cũng không có thể nghĩ được hậu quả đâu. Chú Đường hỏi một vấn đề mấu chốt: vậy phụ thân của ngươi thì sao? Chú Đường hỏi một vấn đề mấu chốt: hắn có biết việc của mẹ ngươi và Soái Quốc Đống không? Dân hiệu địch nói: có lẽ cha ta không biết, hơn nữa cha ta cũng không có muốn biết đâu. Ta luôn cảm thấy sau khi mà hai người họ có đệ đệ của ta thì không còn tình cảm nữa, cảm giác cứ như đang sống chung, hoàn thành nhiệm vụ vậy á. Bình thường mỗi ngày đều bận rộn. Lúc mà đưa chúng ta đến Tân Dương, hai người bọn họ cũng một người phụ trách nhập hàng, một người trong sạp hàng, ngày thường rất ít giao lưu. Nói thật, ta vừa yêu vừa hận mẹ ta. Dân hiểu địch nói: ta hận bà ấy đã phản bội cha ta, nhưng một mặt khác lại cảm thấy bà ấy rất đáng thương. Bên này một mình nuôi nấng ta và đệ đệ, bên kia cũng không có thể ở bên cạnh người yêu của mình, là người vô cùng vất vả. Hơn nữa không thể không nói, bà ấy cũng ảnh hưởng đến ta. Dân hiệu địch bất đắc dĩ nói: khiến cho đến bây giờ ta vẫn giữ sự cảnh giác với nam nhân. Xin lỗi nha, nói hơi xa. Đúng, có một chuyện có lẽ các ngươi đã biết rồi. Lúc Soái An Kỳ xảy ra chuyện, cha của ta đang phẫu thuật ở bệnh viện, mẹ ta thì lớn bụng, ta bận trước bận sau ở bệnh viện, ngay cả đi học cũng không có nữa. Vì vậy mà các ngươi tuyệt đối đừng đến làm phiền chúng ta nữa. Cái chết Soái An Kỳ không có bất kỳ liên quan nào đến cả nhà của chúng ta đâu. Từ Nhuế còn muốn hỏi điều gì đó, nhưng mà lúc này nhân viên đoàn phim đứng ở nơi xa gọi cái gì đó. Dân hiệu địch dỗ dàng thu dọn đồ đạc nói: ta phải đi quay phim rồi. Cảnh sát, nếu mà các ngươi có điều gì muốn nói, chờ sau khi ta quay lại xong thì nói tiếp. Nói xong nàng dỗ dạ quay đi. Từ Nhuế muốn mở miệng bị chú Đường ngăn cản. Chú Đường lắc đầu nói: không cần, không phải là dân hiệu địch. Từ Nhuế vội hỏi: vì sao? Chắc chắn vậy hả? Trước khi mà Soái An Kỳ chết đi không có dấu vết dãy dụa. Chú Đường nói:
Lúc ấy, Vân Hiệu Địch còn nhỏ hơn Soái An Kỳ 1 tuổi, vừa mới vào năm nhất của trung cấp, nàng không có năng lực này. Chú đừng nói, hơn nữa, biểu hiện vừa rồi của nàng ta rất là bình thường, trước đó chúng ta từng chứng minh tình hình nàng ta nói đến là thật, xem ra chúng ta đã đi nhầm hướng rồi. Từ Nhuế bất đắc dĩ thở dài, nói vậy lần này đến Diệu Danh chúng ta đi là vô ích. Không phải đi vô ích, chú Đường chỉ Danh Lam thắng cảnh ở nơi xa nói, đã đến đây rồi hay là chụp bức ảnh lưu niệm đi chứ. Sau đó chú Đường và Từ Nhuế quay về cục cảnh sát An Châu ngay trong ngày, nhìn thấy Dương Tinh đã lâu không gặp lại xuất hiện trong văn phòng. Khỏi cần phải nói, Dương Tinh nghiên cứu vụ án ô tô hỏng đã nhiều năm, đây tất nhiên Dương Sáng mời nàng đến giúp đỡ. Chu Đường, không có liên quan đến một nhà ba người Đài Văn Quân chứ? Quả nhiên, sau khi mà trò chuyện một lúc, Dương Tinh nói với Chu Đường, năm đó, sau khi mà chúng ta phát hiện mối quan hệ Soái Quốc Đống và Đài Văn Quân, vẫn điều tra gần 2 năm, nếu trượng phu và nữ nhi của Đài Văn Quân có vấn đề, chúng ta đã lấy được từ lâu rồi. Năm đó, chúng ta đã hỏi thăm bác sĩ và y tá, còn có đồng học và lão sư của Dân Hiểu Địch. Bọn họ đều có thể chứng minh, trong lúc trượng phu của Đài Văn Quân phẫu thuật, Dân Hiểu Địch vẫn canh chừng ở bệnh viện. Nói tổng thể, mặc dù cái đứa nhỏ này hơi ác miệng, nhưng mà cũng rất hiếu thuận. Dương Sáng ngồi bên cạnh nói, đúng, mấu chốt là bọn họ đều không có động cơ giết Soái An Kỳ. Lúc đầu chúng ta cũng tưởng, sau khi mà Soái An Kỳ bị hại, Đài Văn Quân có thể dựa vào đó hy vọng Soái Quốc Đống ly hôn với Lý Bình hay không. Thế nhưng mọi người đã hiểu rõ chuyện đó như ban ngày. Hai người của bọn họ chẳng những không ly hôn, ngược lại nhanh chóng sinh ra một đứa con trai. Thật sự rắc rối phức tạp. Nghiêm Bân xoa huyệt thái dương. Nếu chúng ta vẫn không có điều tra ra Soái An Kỳ có phải là chết vì bị giết hay không á, vậy thì không biết cái vụ án này kéo dài đến khi nào. Dương Sáng an ủi, yên tâm, mặc kệ kéo đến khi nào, chúng ta cũng không có thể kết án qua loa. Chỉ cần có thêm một điểm đáng ngờ, chúng ta cũng phải chắc chắn điều tra rõ ràng mới có thể kết án được. Lúc này, chú Đường đưa ra một giả thiết, nói với đám người. Gần đây, sau khi mà chúng ta đi thăm hỏi rất nhiều người trong cuộc, tất cả bọn họ đều nói, trước khi Soái An Kỳ bị hại, Soái Quốc Đống và Lý Bình từng mua cho nàng một cái MP3 đắt đỏ. Bây giờ ta đang suy nghĩ, chú đừng nói, không phải là cái MP3 có vấn đề sao? Một câu nói lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. MP3, Dương Sáng suy nghĩ một chút hỏi, ý của ngươi là trong MP3 này có phát cái thứ gì đó sao? Chương 255, phá của. Chiều ngày hôm đó, trong trại tạm giam của thành phố An Châu, Lý Bình đeo còng tay trả lời vấn đề của chú Đường ở trong phòng thẩm vấn. MP3 là ta mua cho nàng mà, trước đó ta cũng đã nói rồi, chỉ có một đứa con gái như vậy, nàng muốn thì ta mua cho nàng. Nói thật, khi mà nữ nhi còn bé, Soái Quốc Đống không hề chào đón nàng ta, nữ nhi chịu rất nhiều uất ức, có đôi khi còn bị mắng không rõ lý do nữa. Sau này hài tử lớn hơn, không biết Soái Quốc Đống cam chịu số phận hay là phát hiện lương tâm, thái độ đối với đứa nhỏ cũng đã thay đổi 180 độ luôn. Vì vậy mua MP3 kia cũng đã nhận được sự đồng ý của hắn. Ta biết dáng vẻ của nữ nhi không được tính là xinh đẹp, Lý Bình nói, sở dĩ mà chúng ta mua cho nàng cũng hy vọng đám nhỏ trong trường học có thể thân thiết với nàng nhiều hơn, sau này có nhiều bạn bè cũng là một chuyện tốt. Chú được hỏi, cái chiếc MP3 kia sau khi mà Soái An Kỳ bị hại, ngươi từng có thấy không? Nhìn thấy hả? Lý Bình rất bất ngờ, lúc này mới trả lời. Ngày đó, bởi vì đi ôn tập, cái đứa nhỏ không có rảnh nghe, vì vậy liền để ở nhà, không có để trong túi sách. Vì vậy, sau đó cảnh sát lấy túi sách của nàng ta thu thập chứng cứ, nhưng mà không có chạm vào cái MP3 kia. Sau đó thì MP3 kia đã bị chúng ta để trong ngăn kéo nào đó. Sau này dọn nhà hình như có nhìn thấy, nhưng mà bây giờ chắc là không tìm được nữa rồi. Trong cái MP3 kia có những cái thứ gì ngươi có từng nghe chưa? Ôi trời, sao lại hỏi điều này chứ? Từ sau khi mà đứa nhỏ mua về, thậm chí có một thời gian rất lâu,
ta cũng không biết cái thứ kia tên là gì nữa, dùng để làm gì đó. Sau đó ta mới nghe người ta nói, mới biết được là dùng để lưu trữ âm nhạc. Thật ra là kiểu máy ghi âm thôi, nhưng không có rắc rối như máy ghi âm. Ta thật sự chưa từng nghe qua rốt cuộc ở bên trong có nội dung gì nữa. Lý Bình nhớ lại, cũng chỉ là âm nhạc thôi. Lúc An Kỳ mang theo thường xuyên đang ngâm nga cái bài hát gì đó. Âm nhạc trong MP3 cần phải download từ máy tính. Chú Đường hỏi, trong nhà các ngươi có máy tính không? Hả? Máy tính sao? Cái đó không có. Mua thứ nhỏ như thế đã dùng đến 400 nguyên rồi, sao có thể mua máy vi tính chứ? Khi đó e rằng một cái máy tính cũng phải hơn một vạn nguyên đó. Người cẩn thận nhớ lại một chút đi. Tư Nhuế hỏi thêm, MP3 kia có thể là vật chứng quan trọng tiết lộ bí ẩn của cái chết con gái người, thật sự không tìm thấy sao? Lý Bình gật đầu nói, ta rất chắc chắn lúc mà dọn nhà đã làm mất cái thứ kia rồi, nếu không các người đi hỏi Soái Quốc Đống đi, xem hắn có ấn tượng gì không chứ. Chú Được hỏi, kỳ quái, nếu trong nhà các ngươi không có máy tính, vậy nàng đi đâu copy âm nhạc chứ? Lý Bình lắc đầu, ta thật sự không có biết cái chuyện đó. Sau đó, chú Đường và Từ Nhuế hỏi kỹ lại mấy vấn đề xung quanh MP3 kia, ví dụ như mua cái thứ kia từ đâu, vẻ ngoài như thế nào. Sau khi mà hỏi xong, bọn họ lại ngựa không có dừng gió, đi đến một căn phòng thẩm vấn khác. Soái Quốc Đống chờ sẵn ở đây từ lâu. Có, ta có ấn tượng. Vừa nhắc đến MP3, Soái Quốc Đống lập tức gật đầu. Ta từng nghe đến, bên trong có bài Dông Tình Thủy của Lưu Đức Hoa. Lúc ấy cảm thấy rất mới lạ, nhưng mà không ngờ chẳng mấy chốc đã không đáng giá, đã bị đào thải giống như là máy tin nhắn vậy. Ngươi có còn nhớ cái thứ kia để đâu không? Chú Đường hỏi một vấn đề quan trọng. À, lúc dọn nhà hình như đã bị dứt bỏ rồi. Soái Quốc Đông nói, có lẽ nó đã hỏng hay sao á. Dù sao sau khi mà chuyển nhà xong, không có còn nhìn thấy nữa. Nếu không, các ngươi đến tầng hầm nhà của ta tìm một chút đi, cảnh sát. Soái Quốc Đống nhận ra điều gì đó hỏi, MP3 kia bộ rất quan trọng sao? Ngươi chỉ từng nghe một lần hả? Chú Đường hỏi. Soái Quốc Đống nói, đúng, lúc vừa mới mua được còn thấy mới mẻ, quê nữ chỉ cho ta nghe một chút thôi, cuối cùng sau này không có chạm đến nữa. Nàng đã đi đâu copy ca khúc chứ? Soái Quốc Đống nói, không phải là đến quán net á, cũng là đến nhà bạn học. Ta nhớ hình như ta cũng hỏi nàng, nhưng mà nàng nói rất là mơ hồ, cũng không biết nàng không có nói rõ ràng hay là ta không nghe rõ. Soái Quốc Đống nghĩ đến điều gì đó nói, à, các ngươi có thể hỏi lão cửu của đứa nhỏ một chút đi. Lúc ấy nói là muốn mua cái thứ này á, đều là lão cửu cửu đã dẫn đi mua đó. Hình như Lý Kế Nghiệp hiểu rõ hơn một chút. Chú Đường hỏi, tại sao mà các ngươi phải mua thứ này cho đứa nhỏ? Đương nhiên, lúc ấy ta không có đồng ý rồi. Cái thứ kia quá đắt luôn, tốn tiền còn không có tác dụng gì, ảnh hưởng đến học tập. Nhưng mẹ của nàng như là bị ma ám vậy, cứ muốn mua cho đứa nhỏ, thật sự chọc ta tức giận không chịu nổi. Nhất là mẹ của nàng còn trách móc ta, nói khi đứa nhỏ còn bé, ta đối xử với nó không tốt. Bây giờ không cẩn thận yêu thương, vậy chờ đến lúc nào? Còn nói, cái đứa nhỏ không có nhiều bạn bè trong trường học, có cái thứ này có thể làm quen rất nhiều bạn bè. Dù sao học tập đã chẳng ra làm sao, có thêm mấy người bạn cũng là chuyện tốt mà. Cuối cùng, ta không có lay chuyển được nàng, đành phải đi mua cho hài tử thôi. Các người nói, thế này cũng gọi là yêu thương đứa nhỏ sao? Thế này được coi là yêu chiều đứa nhỏ đi. Soái Quốc Đống lẩm bẩm. Các người nói, thế này cũng không có gọi là yêu thương đứa nhỏ, thế này được coi là yêu chiều đứa nhỏ sao? Không chỉ có thứ này, còn có quần áo giày dép hàng hiệu cái gì đó, còn có đồng hồ nữa. Ôi trời, gần như là mỗi tháng tiêu tiền cho đứa nhỏ cả. Vì cái chuyện này, lão sư còn từng tìm đến ta, nói ta không có thể để cho đứa nhỏ có thói hư tật xấu, ganh đua so sánh. Sau này không có tốt cho nó đâu, cũng có ảnh hưởng không tốt ở trường học đó. Thế nhưng mặc kệ là ta nói thế nào á, mẹ của nàng cũng không chịu nghe, cũng không có biết bị làm sao nữa. Vì hài tử hận không có thể phá hết cả nhà.
Chú Đường nhíu mày, trước kia cũng như vậy sao? Vậy nhà của các ngươi chẳng phải là không tích lũy được bao nhiêu tiền sao? Soái Quốc Đông nói, trước kia không giống, chỉ là hơn nửa năm đó thôi. Từ khi bắt đầu ăn Tết, mẹ của nàng giống như là bị điên vậy, mua đồ cho đứa nhỏ. Ô trời ơi! Soái Quốc Đông muốn nói lại thôi, như có điều khó nói. Chú Đường nhắc nhở, ngươi nghĩ ra cái điều gì cứ nói hết ra đi, biết đâu ngươi cho rằng là một chuyện không quan trọng, ngược lại sẽ trở thành mấu chốt để mà phá án đó. Ồ, lại nói cũng nên trách bản thân của ta. Nếu không phải ta làm việc trái với lương tâm, tuyệt đối sẽ không có mặc kệ nàng tiêu tiền bậy bạ vậy đâu. Lúc ấy, nàng liều mạng tiêu tiền cho đứa nhỏ như vậy, ta bắt đầu nghi ngờ. Có phải nàng đã phát hiện cái việc ta và Đài Văn Quân không? Vì vậy, nàng muốn trả thù ta. Lúc này mới đổi cách tiêu tiền cho đứa nhỏ, chờ tiêu gần hết tiền lại ngã bài với ta. Thật sự không ngờ sau này lại xảy ra cái việc như thế. Từ đó về sau, Soái Quốc Đông lắc đầu nói, nàng cũng không hề nhắc đến việc Đài Văn Quân với ta. Ta lại bắt đầu do dự, có phải là nàng căn bản cũng không có biết chuyện gì rồi? Ô trời, cũng may. Chương 256 Phản Sáo Lộ. Chính là âm nhạc. Trong phòng thẩm vấn khác, Lý Kế Nghiệp cửu cửu Sói Ăn Kỳ run rẩy nói, MP3 kia chỉ có thể phát ra âm nhạc, còn có thể có cái gì vậy? Sau đó người cũng chưa từng nghe thử sao? Sói Ăn Kỳ đang nghe cái thứ gì sao? Lý Kế Nghiệp lắc đầu, nàng lên cấp 3 bận rộn như vậy, lúc mà đi mua ta theo nàng đến cửa hàng, sau đó trên cơ bản không hề gặp lại nàng nữa. Sau đó Lý Kế Nghiệp nói ra cái vị trí cửa hàng, lời nói nhất trí với hai vợ chồng Soái Quốc Đông. Đồng thời hắn ta nói khi mà đi mua, lúc ấy chủ tiệm download mấy chục bài hát vào MP3. Soái Ăn Kỳ còn cẩn thận chọn lựa một chút, chọn ca khúc mình thích nghe. Chú Đường tặc lưỡi nói, tỷ tỷ ngươi quá ra đã sớm biết Soái Quốc Đông có một nhân tình sao? Ta chỉ thấy buồn bực, vì sao mà nàng không làm rõ ràng việc này chứ? Lý Kế Nghiệp ngạc nhiên, tỷ tỷ của ta, à không, tỷ phu của ta có nhân tình sao? Điều này là thế nào nữa? Bởi vì vấn đề góc độ thẩm vấn, trước đó cảnh sát chưa có tiết lộ điều liên quan đến việc Soái Quốc Đông yêu đương vụng trộm cho Lý Kế Nghiệp biết. Chu Đường chỉ muốn thông qua cái chuyện này lừa hắn ta một chút, xem Lý Bình có nói sai hay không. Nhưng mà căn cứ vào phản ứng đầu tiên của Lý Kế Nghiệp, có lẽ hắn ta không hề biết. Được, ngươi đã không muốn nói, vậy thì thôi đi. Chú Đường nói, lúc đầu ta tưởng có thể yêu cầu giảm mức hình phạt giúp cho ngươi, không biết thì thôi. Ta thật sự không biết, cảnh sát, tỷ phu của ta là một người thành thật mà, sao có thể có tình nhân chứ? Gần như ngày nào hắn cũng ở cạnh tỷ tỷ của ta, các ngươi có phải có hiểu lầm không vậy? Có khả năng đó. Chú Đường không có biểu cảm gì, nói một câu, rồi nói tiếp. Chúng ta vẫn nói việc Soái Ăn Kỳ một chút đi. Ngươi biết vì sao mà tỷ tỷ của ngươi tiêu tiền hào phóng cho Soái Ăn Kỳ như thế không? Hào phóng hả? Tỷ tỷ và tỷ phu của ta rất là hào phóng đối với đứa nhỏ kia. Thế nhưng ta có thể nói cái gì? Người ta yêu thương đứa con của mình, bản thân ta cũng rất yêu thương Ăn Kỳ. Ta không có con, khi đó đã coi nàng như là con gái ruột của ta vậy. Nàng có một đôi giày thể thao, đôi giày thể thao đó hơn 200 nguyên là do ta mua tặng cho nàng đó. Chú Đường gật đầu, ta đang muốn nói cái chuyện này đây. Ta nghe nói lúc đó điều kiện của ngươi cũng không phải là quá tốt, hình như một tháng cũng không làm được 200 nguyên. Ngươi yêu thương cháu gái vậy sao? Lý Kế Nghiệp gật đầu nói, chắc chắn ta rất rõ ràng, bởi vì ta có vấn đề ở phương diện kia, có lẽ sau này khó có thể có con, còn phải dựa vào An Kỳ có thể đưa ma cho ta. Không đối xử tốt với đứa nhỏ đó một chút á, có thể làm được cái gì chứ? Chu Đường tính toán trong lòng một chút. Đừng thấy Lý Kế Nghiệp tỏ ra nơm nớp lo sợ, nhưng mà mỗi một câu nói của hắn ta đều có căn cứ. Chỉ tiếc hỏi cả nửa ngày vẫn không có hỏi ra được vấn đề mấu chốt liên quan đến MP3. Lý Kế Nghiệp nói, từ sau khi mà An Kỳ chết, hắn ta cũng không hề thấy cái chiếc MP3 nữa. Cứ vậy đối với tung tích của MP3 càng không có dễ tra tìm.
sau khi mà thẩm vấn Lý Kiến Nghiệp, Chu Đường và Từ Nhuế rời khỏi trại tạm giam. Không lâu sau, Khổng Dưỡng và Lô Nhất Định cũng gửi tin tức đến. Bọn họ đã lục soát từ trong ra ngoài nhà của Số Quân Đống mấy lần, không có tìm được gì hết. Vì thế, Lý Tiểu Tiên đặc biệt đến trường học của nhi tử Số Quân Đống hỏi thăm tình hình từ Soái Lâm Lâm, con của hắn ta. Soái Lâm Lâm nói, từ khi mà hắn ta hiểu chuyện đến nay, chưa từng thấy em bé ba gì đó. Hơn nữa, hắn ta còn nói, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ của hắn ta cũng rất để ý, trên cơ bản không có nhắc đến việc tỷ tỷ trước mặt của ta. Trong trí nhớ, ấn tượng của hài tử với tỷ tỷ, tất cả đều bắt nguồn từ cái việc thỉnh thoảng nghe được trong lúc cha mẹ nói chuyện thôi. Soái Lâm Lâm nói, hắn ta có thể cảm nhận được cha mẹ vẫn luôn áy náy với tỷ tỷ, cho dù đã qua 20 năm, cũng không thể biến mất. Thông qua cái việc hỏi thăm biết được, mặc dù Soái Lâm Lâm nghe được rất nhiều tin tức bí mật, nhưng mà lại chưa hề biết cái chết của tỷ tỷ có khả năng bắt nguồn từ việc tự sát. Búp bê trong xe ô tô hỏng cũng là kiệt tác, đến từ cửu cửu Lý Kế Nghiệp của hắn. Thế là điều tra cái vụ án đến chỗ này tương đương với việc rơi vào bê tắc. Thông qua cuộc hỏi thăm điều tra đối với tất cả mọi người, bao gồm những bạn học từng nghe MP3 của Sói Ăn Kỳ, không ai từng nghe thấy trong MP3 có bất kỳ âm thanh gì, bọn họ chỉ nghe được ca nhạc. Vì vậy, Chu Đường cảm thấy khả năng Sói An Kỳ bị âm thanh trong MP3 hướng dẫn, từ đó tạo ra cái việc tự sát cũng rất nhỏ. Vụ án này có lẽ còn là một bí mật gì đó không muốn cho ai biết. Mang theo nghi ngờ sâu sắc, đến 10 giờ tối, Chu Đường trở về nhà. Ai ngờ, sau khi mãn rửa mặt xong, đang chuẩn bị lên giường ngủ, chuông cửa đột nhiên vang lên. Điều khiến cho Chu Đường bất ngờ hơn, người đứng ngoài cửa đúng là cô nương Trình Hảo Kháng mà mình đã ngưỡng mộ trong lòng. Chu Đường lập tức không có còn buồn ngủ, đôi mắt trợn to nhìn thẳng nàng, thậm chí quên mời người ta vào trong nhà. Ta thấy cuối cùng nhà của ngươi cũng đã sáng đèn. Trên khuôn mặt Trình Hảo Kháng vẫn là nụ cười nhẹ nhàng thoải mái mê người. Cho nên ta đã đến cho ngươi hai thứ. Một cái là canh nấm tuyết hạt sen đúng lúc vừa nấu xong. Một cái là quần áo đang bán phá giá thanh lý kho, giá cả thì lại rẻ, hiệu quả giữ ấm siêu cao. Chu Đường nhìn cô gái xinh đẹp mất hồn. Trình cô nương nhíu mày. Sao vậy? Không có quan ngên phải không? À không 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 không. Lúc này Chu Đường giật mình vội vàng, tay chân luống cuống, mời mỹ nữ đi vào trong phòng. Sau đó vội vàng giải thích. Ta chỉ là quá ngạc nhiên, không có được cưng chiều mà lo sợ đó. Không phải ta đã nói ta theo đuổi ngươi sao? Sao mà ngươi lại cho ta cái phản xáo lộ vậy chứ? Nè, đừng hiểu lầm. Hai má Trình cô nương ửng đỏ, thản nhiên giải thích. Canh nấm tuyết hạt sen là do lão nương của ta nấu. Còn lại một chút nếu lãng phí không tốt. Còn quần áo này thật sự quá rẻ, không mua thì phí. Hơn nữa, ta cũng đã để ý, mỗi lần ngươi chỉ mặc có một cái áo ở bên trong, trời lạnh vậy, nếu thường xuyên ra ngoài, sẽ rất lạnh. Vì vậy, thuận tiện mua cho ngươi một bộ, ngươi tuyệt đối đừng có cảm động quá nha. Lúc nói chuyện, nàng quen thuộc lấy bát đũa từ trong phòng bếp, lấy một cái bát canh hạt sen nóng hôi hổi cho Chu Đường. Nếu thế này còn không cảm động, ta cũng không phải là người rồi. Chu Đường nhận lấy cái bát, cố ý nắm tay Trình cô nương một cái. Khỏi phải nói cảm giác kia thoải mái thế nào, cảm giác này vui thích hơn là được chăm sóc sức khỏe nữa. Trình Hảo Khang nói, hôm qua ta thấy cả một đêm nhà của ngươi không có sáng đèn. Sau khi mà Chu Đường gật đầu vội vàng làm rõ, tuyệt đối đừng hiểu lầm nha, ta đang tăng ca ở đơn vị, gần đây có một vụ án thật sự khó giải quyết. À, đúng rồi. Lúc này Trình Hảo Kháng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó hỏi, Đường ca, có phải bây giờ các ngươi đang điều tra cái vụ án nhà Soái Bá Bá không vậy? Các bạn vừa nghe xong tập 41 Thần Thám. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.